Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài làm việc với web control. Thì nội dung trong bài hôm nay có 5 phần. Tôi sẽ giới đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết web control là cái gì và các thành phần của nó cũng như những cái đặc trưng chính của web control trong cái môi trường ASP.NET. Kế tiếp, 4 phần kế tiếp á, là chúng ta sẽ học vào từng cái loại control cụ thể trong ASP.NET. Thứ nhất là HTML, thứ hai là ASP.NET. Validation là một cái loại control đặc biệt trong mấy cái ASP.NET Server Control, nó được tách ra ha. Và phần cuối cùng là Web User Control. Thì đầu tiên, thì Web Control là cái gì? Thì khi chúng ta làm việc trên giao diện, thiết kế giao diện cái ứng dụng thì không thể thiếu là những cái control trên cái ứng dụng đó. Ví dụ như những cái text box, những cái button, những cái label. Thì web control là những cái control trên môi trường web. Thì cái đặc điểm của cái web control á thì nó có bao gồm 3 thành phần. Thứ nhất là các tập các thuộc tính. Thứ hai là các sự kiện trên cái control đó. Ví dụ như là cái nút cái button thì có cái sự kiện là click. Cái text box thì nó có sự kiện là text change, tức là khi mà dữ liệu, cái nội dung text ở trong cái text control nó bị thay đổi. Và cái cần kế thứ ba đó là những cái phương thức xử lý cái sự kiện tương ứng với những cái sự kiện ở của cái control, thì sẽ có những cái phương thức đi kèm để xử lý sự kiện cho nó, thì nó gọi là những cái methods. Thì web control ở đây trong môi trường web và trong đặc biệt trong môi trường ASP.NET đó, thì người ta gọi là web server control. Nó được cái chữ server này có hiểu đó là cái server nó sẽ hiểu những cái control này và nó sẽ thực thi những cái control này, và kết quả thực thi được nó sẽ chuyển thành mã lệnh HTML tương ứng trả về cho người dùng. Có nghĩa là sao? Ở trên server chúng ta thiết kế nó thực thi, thì cuối cùng cái mà người dùng nhận được ở bên phía trình duyệt, thế là nếu người dùng sử dụng trình duyệt và view sụt lên, mở cái mã nguồn lên á, thì người dùng chỉ thấy được cái mã lệnh HTML mà thôi. Ví dụ một cái control là cái button ha, thì một bất kỳ một cái control nào nó cũng phải đi kèm một cái tập các thuộc tính. Thì đối với cái button thì cái thuộc tính quan trọng nhất của nó là thuộc tính text, tức là cái dòng chữ nó xuất hiện trên cái nút. Cái thành phần thứ hai là những cái sự kiện đi kèm đối với cái control đó. Thì đối với cái button thì cái sự kiện quan trọng của nó là cái sự kiện click. Đây nè. Thì xét về phía developer, thì khi người developer thiết kế trong cái ứng dụng ASP.NET á, thì ở cái phần source code của cái trang ASP.X thì nó sẽ hiển thị như thế này. Cái button nó có một cái đoạn mã lệnh như thế này. Thì ở đây các bạn lưu ý thôi là cái thẻ này nó có một cái cú pháp riêng ha. Thì đối với các control dạng ASP.X thì nó có một cái thẻ mở, thường nó có cú pháp là ASP, tức cái namespace 2. Tên của cái control. Bất kỳ cái control nào nó cũng có một cái ID, và cái ID này nó sẽ được sử dụng để chúng ta truy xuất vào cái control đó khi chúng ta lập trình viết mã lệnh. Và đặc điểm của một cái control trên web để server có thể xử lý, có thể hiểu được, thì bắt buộc nó phải có một cái thuộc tính là run as bằng server. Nếu như chúng ta bỏ cái thuộc tính này đi thì ASP.NET có thể là báo lỗi, hoặc là chúng ta không thể truy xuất được vào nó. Thì như đã nói, cái control button thì nó có cái thuộc tính text để thể hiện cái dòng chữ hiển thị trên cái button, và cái sự kiện đi kèm với cái button là cái sự kiện click. Thế thì ở trong cái thuộc tính này, trong cái button này nó có một cái thuộc tính là on click bằng button 1 click. Cái dòng này nó có nghĩa là gì? Cái thuộc tính này nó quy định rằng khi cái button nó được click vào thì nó sẽ được xử lý bởi cái hàm gọi là button 1 click. Và cái hàm này nó được đặt ở đâu? Thì cái hàm này nó sẽ được đặt nằm trong code behind hoặc là code in file, và cái cú pháp là như thế này. Nếu mà các bạn nhìn để ý thì các bạn sẽ thấy là như trong cái bài trước thì tôi đã nói giới thiệu cho các bạn về hai cái phần là code in file và code behind, đúng không nè? Thì ở đây là cái code behind tương ứng với xử lý cho cái sự click của cái button 1. Và thông thường nó được đặt theo cái cú pháp là tên của cái control gạch dưới tên của sự kiện. Cái tên của cái hàm này thường là như vậy. Thế thì khi người dùng gọi tới cái trang web có chứa cái button này thì chuyện gì xảy ra? Trên server sẽ
xử lý cái file ASPX render ha, và chuyển cái mã lệnh ASPX này ha thành cái mã lệnh HTML tương ứng bên phía trình duyệt. Bởi vì trên trình duyệt thì trình duyệt nó chỉ hiểu HTML mà thôi. Thì đối với cái khi được chuyển ở dòng này thì trình duyệt sẽ hiểu và hiển thị lên là một cái button đối với trên cái trình duyệt của người dùng. Thì có nhiều loại web control ha. Chúng ta có thể thấy được ở cái web control đó là khi các bạn vào Visual Studio ha, bên cái phần toolbox nó sẽ liệt kê rất nhiều cái loại web control. Và ở đây tôi chia ra làm 3 loại. Cái loại thứ nhất là HTML Server Control. Loại thứ hai là ASP.NET Server Control. Trong ASP.NET Server Control thì nó có nhiều loại con. Thứ nhất là những cái Standard Control, Validation, Navigation, Data Control vân vân. Và cái phần loại thứ ba là Web User Control. Thì chúng ta sẽ đi vào lần lượt học những cái loại control này phân biệt ha. Thì giới thiệu sơ qua một chút xíu cho các bạn nhìn thấy là trong cái toolbox, khi chúng ta nhìn thấy những cái control đó thì HTML, nếu chúng ta mở click vào đây để mở ra thì các bạn sẽ thấy nó liệt kê những cái control trong HTML. Nếu ai đã từng học HTML rồi, đã làm web sử dụng HTML thì các bạn sẽ thấy đó là những cái control cơ bản của HTML, ví dụ như nút reset, nút submit vân vân. Cái loại ASP.NET Server Control thì có nhiều loại. Ví dụ như là calendar nè, checkbox, email, vân vân. Và một cái loại đặc biệt trong ASP.NET Server Control là validation. Thì lát nữa chúng ta sẽ được học ha. Ngoài ra còn nhiều các control khác như data control cho phép chúng ta truy xuất cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hiển thị lên cho người dùng, cho phép người dùng thêm xóa sửa. Hay những cái loại login control để tích hợp sẵn những cái chức năng cho phép chúng ta phân quyền đăng nhập, đăng xuất, như login control và đăng nhập nè, cho phép người dùng đăng ký tài khoản create user wizard nè, cho lấy lại mật khẩu là password recovery và phần ajax. Thế thì những cái loại control này là những control nâng cao mà chúng ta sẽ được học qua những cái bài sau. Thì đầu tiên mình đi vào cái loại control đầu tiên là cái HTML Server Control. Thì HTML Server Control là cái gì? Nó thực chất là những cái control của HTML. Tuy nhiên nó được bổ sung thêm cái thuộc tính là run as bằng server. Thì nhờ cái thuộc tính run as bằng server này mà bên phía server, bên phía lập trình, chúng ta có thể truy xuất được vào trong cái control của HTML. Và chúng ta có thể gắn kết được cái sự kiện cho nó. Thì điểm lưu ý là HTML á, control thì cái cú pháp thẻ của nó chính là cái thẻ HTML. Do đó khi người dùng nhận được thì nó cũng chỉ là cái thẻ này mà thôi. Tuy nhiên có sự khác biệt là ở chỗ cái phần xử lý sự kiện. Nếu như chúng ta biến một cái thẻ HTML thành một cái server control thì để xử lý sự kiện cho nó thì nó không phải là dùng cái thuộc tính là on click giống như cái button hồi nãy mà tôi ví dụ, mà ở đây nó chúng ta sẽ có những cái sự kiện gọi là on server hay và cái tên sự kiện đi kèm. Ví dụ như trong đây thì tôi thể hiện một cái ví dụ là một cái control là cái text box ha. Đối với thẻ HTML nó là thẻ input, time là text, nó là hiển thị một cái text box có thêm cái thuộc tính run as server. Thì và tôi gắn cho nó một cái sự kiện để chúng ta xử lý, tức là cái sự kiện change ha. Change là có nghĩa là sao, khi cái text ở trong cái context box nó thay đổi thì nó sẽ phát sinh cái sự kiện này. Và để xử lý cái sự kiện này chúng ta bắt cái thuộc tính là on server change và bằng cái tên của cái hàm chúng ta sẽ xử lý sự kiện. Thì trong code in file hay code behind thì chúng ta sẽ đặt cái đoạn mã lệnh để xử lý tương ứng cho cái sự kiện đó với quy tắc là tên của control nè, hay là cái ID của control, ID text 1 gạch dưới tên của sự kiện là server change. Hai cái tham số kế tiếp là cái tham số object sender, tức là cái đối tượng phát sinh ra cái sự kiện, và những cái thuộc tính tham số đi kèm. Ví dụ như đối với textbox thì chúng ta có thể đi kèm là cái thuộc tính của cái textbox đó. Thì tôi sẽ demo cho các bạn xem là chúng ta sử dụng cái HTML server control như thế nào trên cái môi trường Visual Studio .NET nha. Thì chúng ta sẽ qua một cái Visual Studio.
Thì tôi sẽ tạo một cái project mới nha. Chúng ta nhắc lại là để tạo một cái project ASP.NET thì chúng ta sẽ có hai cách, một là vào tạo website hay là tạo project. Thì đây tôi sẽ chọn là tạo project ha. Trong cái tạo project này thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái phần ngôn ngữ mà chúng ta sẽ sử dụng là ngôn ngữ chính để chúng ta lập trình. Chúng ta sẽ chọn là web ha. Và ở đây tôi sẽ tạo một cái empty web application. Tôi sẽ đặt lưu trong cái thư mục demo và tôi đặt tên của nó là web control. Nào, để thể hiện cái bài này. Và chúng ta bấm OK. Để tạo một cái trang web thì chúng ta bấm phím phải về trong cái control và web control và chọn add new item. Nào, chúng ta sẽ dùng một cái trang web ở trong trong ASP.NET này thì nó gọi là một web form. Ở đây tôi sẽ đặt tên là default. Thì cái bên cái phần toolbox thì chúng ta sẽ thấy là nó liệt kê những cái control mà ASP.NET hỗ trợ. Các bạn sẽ thấy chúng ta có Shader Control và HTML. Thì hiện giờ tôi đang muốn demo cho bạn HTML, chúng ta sẽ mở cái thẻ HTML ra. Tôi sẽ thiết kế một cái là chọn tạo cho nó một cái text box và một cái button, một cái nút. Này. Khi người dùng nhấn vào cái nút thì chúng ta sẽ xử lý một cái sự kiện ha. Thì đây khi mà làm việc trong cái môi trường phát triển web trên Visual Studio .NET như thế này á, thì lưu ý bất kỳ một cái control nào khi chúng ta kéo ra để sử dụng thì chúng ta nên lưu ý có hai cái việc cần phải làm. Cái thứ nhất là chúng ta phải đặt cái ID cho nó ha, trong một cho nó gợi nhớ theo thời gian thì cái những chức năng của chúng ta trên cái form ta có thể có rất là nhiều control, có text box 1, text box 2 vân vân. Nếu như chúng ta chỉ đặt tên cứ để ta text như thế này thì rất là khó biết là cái chức năng của nó là gì. Thì giờ tôi sẽ giả sử mình đặt tên là cái button này là txt name chẳng hạn. Hay là cho phép nhập vào người dùng nhập một cái tên. Và cái button này thì chúng ta sẽ đặt là btn submit. Thì đối với button như hồi nãy đã nói, nó sẽ có một cái thuộc tính, nó gọi là thuộc tính text. Tuy nhiên đối với HTML thì cái thuộc tính của nó sẽ là value ha, hiện như tôi đặt chỉ là submit. Rồi. Thì bây giờ để xử lý sự kiện cho cái control này HTML thì chúng ta phải gắn kết cái sự kiện cho nó đúng không nè. Thì giả sử như ở đây bạn sẽ thấy hồi nãy tôi kéo vào hai cái control là text, cái text tt nè, và cái input là cái button, không có để cái thuộc tính server thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ vào cái trang là default.asp.cs. Này giả sử ở đây thì các bạn khi chúng ta gõ thì chúng ta sẽ không thể thấy được cái text box của chúng ta ở đâu cả, tức là mình không thể truy xuất vào cái control của mình. Nè, như để truy xuất vào trong cái control HTML thì chúng ta phải biến nó thành một cái server control, hay bằng cách bổ sung cái thuộc tính run s bằng server. Tương tự, tôi sẽ bổ sung cho cái thuộc tính run s bằng server đối với cái button. Bây giờ để xử lý cái sự kiện là khi người dùng click vào cái button này, tôi sẽ làm xử lý làm một cái chuyện gì đó ha, thì chúng ta sẽ bắt cái sự kiện là on server click ha, và bằng tên của cái sự kiện ha, thì bây chúng ta sẽ tạo mới một cái sự kiện. Khi bấm double click này nó sẽ tạo cho chúng ta cái tên theo cái quy tắc là tên ID của cái biến
của cái control gạch dưới cái sự kiện tương ứng. Rồi đồng thời nó cũng sẽ tạo cho chúng ta phát sinh ra cái mã lệnh tương ứng nha. Thì ở đây giả sử như tôi sẽ thực hiện cái thao tác là xuất ra màn hình ha. Cái kết quả cái dữ liệu mà người dùng đã nhập vào cái text box. Thì đây các bạn sẽ thấy nè. Hiện giờ cái text name của chúng ta đã xuất hiện. Đúng nè. Và chúng ta có thể lấy được cái giá trị của nó trong cái text box. Nha. Bằng cách bổ sung cái thuộc tính run s bằng server cho cái text box txt name thì vào trong cái phần mã lệnh cs tôi có thể truy xuất vào nó. Giờ chúng ta sẽ lưu chạy thử ha, bấm Ctrl F5. Giả sử nhập ABC chẳng hạn, bấm Submit, mình sẽ thấy nó xuất ra cái ABC những cái gì người dùng nhập vào. Đó nè. Thì đó là HTML Server Control. Cái loại kế tiếp là trong Server Control là ASP.NET Server Control. Thì ASP.NET Server Control đó, nó là những cái control được xây dựng sẵn trong ASP.NET. Thì cái đặc điểm của nó là nó được hỗ trợ nhiều thuộc tính và nhiều cái sự kiện ở trên đó. Thì một cái server ASP.NET Server Control nó cũng bắt buộc phải có một cái thuộc tính runs bằng server. Nếu chúng ta bỏ cái thuộc tính này đi thì có thể báo lỗi. Và đặc điểm nổi trội nhất trong cái ASP.NET Server Control đó, bởi vì nó được xây dựng sẵn, do đó nó có thể sử dụng để thể hiện nhiều thành phần phức tạp. Ví dụ như chúng ta có thể dùng nó để hiển thị một cái bảng trong cơ sở dữ liệu hay là những cái list box, combo box. Thì một đặc điểm khác của ASP.NET Server Control so với các HTML Server Control thì ở thứ nhất là ở cái cú pháp của nó. Thì nếu như cái cú pháp HTML nó đã là HTML rồi thì ASP.NET cái cú pháp của nó sẽ theo quy tắc sau: có một cái thẻ mở tên namespace là ASP, hai chấm tên control để đóng, bắt buộc phải có thuộc tính RNS server. Thế thì khi thực thi thì bên phía trình duyệt nó sẽ được render thành cái thẻ HTML tương ứng. Và tùy vào cái trình duyệt của người sử dụng, nếu như cái control của chúng ta có sử dụng các CSS hay được cấu hình những cái thuộc tính tương ứng thì nó sẽ được gen ra tương thích với cái trình duyệt mà người dùng đã sử dụng. Thì một cái bảng so sánh ở đây cho các bạn thấy là cái những cái tính chất công dụng và những cái loại control tương ứng. Đây là ASP.NET Server Control và HTML Control. Thì tương ứng với mỗi cái công dụng á, thì cả hai cái control nó đều có những cái control đi kèm tương đương với nhau ha. Ví dụ như đây bên ASP.NET Server Control mình có label, thì bên HTML mình cũng có label, mình có text field, text area hay text box. Tuy nhiên có một số cái HTML có mà Server Control mà ASP.NET không. Ví dụ như cái nút reset button. Cái nút reset button là cái nút gì? Ví dụ như chúng ta thiết kế một cái form cho phép người dùng nhập nhiều thông tin thì cái nút reset này nó có tác dụng là khi người dùng click vào cái nút reset thì nó tự động xóa trắng cái form, tức là nó tự động thiết lập cái form của mình trở về trạng thái ban đầu. Trong ASP.NET thì không có. Và ngược lại, có một số control bên ASP.NET có nhưng HTML Server Control không có. Ví dụ như read view hay radio button list thì bên đây, radio button list bên đây có, bên đây không có. Hay là bên server control có calendar, có add rotator là thể hiện cái quảng cáo thì bên HTML không có. Thì phải có nghĩa là cái gì? Sở dĩ tồn tại hai cái control này mặc dù có những cái công dụng giống nhau đó, cả hai bên đều có, tuy nhiên nó vẫn tồn tại cả hai. Bởi vì cái sự khác biệt của nó, có cái thì ASP.NET có cái thì HTML có, và ngược lại. Thế thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng thì cái người lập trình, người phát triển web sẽ biết cách sử dụng cái control tương ứng. Cái sự khác biệt thứ hai cần phải lưu ý, tức là khi chúng ta sử dụng server control, ASP.NET Server Control, thì khác biệt đối với HTML Server Control là ở cái cách thức mà nó thực thi. HTML Control thì bản chất nó đã là cái thẻ HTML rồi, do đó bên phía server nó không cần phải render lại.
ASP.NET nó là thẻ ASP ha, nên nó phải nó sẽ được render lại và nó có những cái thuộc tính đi kèm nó sẽ do server xử lý. Như vậy thì thông thường á, cái ASP.NET Server Control nếu xét về mặt xử lý thì cái server khi sử dụng ASP.NET Server Control nó sẽ xử lý nhiều hơn. Tuy nhiên ưu điểm của nó là bởi vì nó được tích hợp nhiều thứ, cho nên nó có thể làm những cái nhiều thứ phức tạp hơn là cái HTML. Thì ở đây có một số, tôi sẽ đưa cho giới thiệu cho các bạn một số cái control là standard, control cơ bản. Thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt hai cái control là label và literal. Hai cái control này nó đều có cái tác dụng là xuất cái chuỗi text ra màn hình. Và cái chuỗi text đó nó được quy định ở trong cái thuộc tính text của cái control đó. Cái sự khác biệt trong hai cái control này là ở cái cách thức nó được render ở bên phía client. Ví dụ nếu như chúng ta kéo một cái thẻ là ASP label vào trong cái trang web, thì khi người dùng gọi đến cái trang web đó, trang web được thực thi, và người dùng nhận được cái kết quả thực thi, thì khi render, tức là nhìn phía view source của người dùng, thì cái chữ hello này nó sẽ được biến thành cái dòng chữ là cái dòng thẻ là span. Trong khi đó, đối với cái thẻ là literal thì nó chỉ render bên client, chỉ đơn giản là render cái dòng chữ hello này thôi. Các bạn thấy sự khác biệt của hai cái control là label và literal. Hai cái này đều có tác dụng là xuất ra dòng chuỗi, một cái text ra màn hình. Tuy nhiên, đối với cái thẻ label thì cái dòng chuỗi text đó nó được bao bọc bởi cái thẻ span. Bên phía giao diện người dùng có thể không thấy. Tuy nhiên khi view sụt lên thì sẽ thấy có sự khác biệt là nó được bao bọc trong một cái thẻ HTML. Còn bên cái thằng literal thì không. Cái loại control thứ hai mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng đó là cái button control. Thế thì ASP.NET Server Control nó cung cấp cho chúng ta nhiều loại button. Có ở đây cụ thể là có 3 loại. Thứ nhất nó gọi là button, là cái loại button thông thường mà chúng ta nhìn thấy như trong cái ví dụ hồi nãy tôi đã thể hiện cho các bạn coi. Cái thứ loại button thứ hai nó gọi là link button. Link button là sao? Nó là một cái nút, bản chất nó là một cái nút. Tuy nhiên khi người dùng nhận được ở bên phía trình duyệt người dùng thì người dùng sẽ nhìn thấy cái biểu hiện của cái nút đó, nó thực chất là một cái link. Và ngược và kế tiếp cũng tương tự, image button cũng là một cái nút. Tuy nhiên bên phía trình duyệt người dùng nhìn thấy nó sẽ là một cái hình. Cụ thể trong cái ví dụ như thế này trên mặt ở trong đây, cái slide các bạn sẽ thấy. Ở đây tôi có các nút button, cái nút thông thường ha, muốn mặc định. Cái nút dạng link. Tôi dùng thẻ là link button. Tuy nhiên ha, đây là một cái nút, thực chất nó là một cái nút, tuy nhiên bên phía client người dùng nhìn thấy nó là một cái link. Ha, hiển thị hiện có dạng link. Và cái image button ha, thì nó sẽ hiển thị cái này cũng thay vì là cái nút thì nó sẽ là một cái hình. Thì đối với image button á, bởi vì chúng ta hiển thị cái nút dưới dạng một cái hình ảnh, do đó chúng ta phải quan tâm đến cái thuộc tính là chỉ định cái hình cho cái nút nó hiển thị lên. Thì cái thuộc tính sẽ được quy định trong cái thuộc tính là image URL ha, và cái bằng cái đường dẫn tới cái hình đó. Một cái loại control kế tiếp là cái control text box. Cái này chúng ta cũng sẽ thường xuyên sử dụng. Thì có nhiều loại text box, đúng không? Có thể có text box cho phép người dùng chỉ nhập trên một dòng. Text box này gọi là multi-line. Hay và một cái loại text box đó là password, tức là khi nhập vào thì khi người dùng nhìn thấy chỉ là cái dấu tròn tròn hoặc là dấu sao mà thôi. Thì để thiết lập cho cái loại những cái loại text box tương ứng cho máy ASP.NET chỉ có một loại text box thôi. Tuy nhiên để thiết lập cái cách thức người dùng nhìn thấy trên giao diện thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là text mode. Nó có single line, multi line hoặc là password. Cái nội dung được nhập ở trong cái text box nó sẽ được thể hiện trong cái thuộc tính text, tức là mình có thể lấy được cái giá trị người dùng nhập vào trong mỗi text box thông qua cái thuộc tính text này. Cái thuộc tính read only, tức là tôi hiển thị cái text box lên nhưng tôi cho không cho người dùng nhập vào trong đó, tức là chỉ nhìn thấy mà thôi. Và cái thuộc tính auto post back. Thì tiếng auto post back là cái gì? Tính auto post back á, nó có tác dụng là nếu như người dùng thay đổi trên cái text box đó thì khi người dùng nhấn cái nút enter thì cứ kích hoạt về server hay và server sẽ gọi cái sự kiện này để xử lý. Hay ví dụ tôi sẽ tạo một trang web mới ha.
chúng ta sẽ add một cái web form. Tôi sẽ đặt đây là ASP net đi ha. Control. Rồi. Trong web form này, chúng ta sẽ sử dụng standard control là cái ô textbox. Và tôi sẽ kéo vào một cái ô textbox. Và một cái nút ha. Rồi tôi đã nha, kéo nhầm vào trong cái ô default đó mà. Rồi nhắc đi nhắc lại ha, khi kéo bất kỳ một cái control nào vào sử dụng thì thao tác đầu tiên là chúng ta sẽ đặt thuộc tính, tên, cái ID cho nó ha. Ví dụ đây là string 1. Cái button này tôi sẽ đặt tên là button copy, thể hiện chữ copy. Sau đó chúng ta sẽ xuống hàng và tôi kéo vào một cái ô textbox thứ hai. Ở phía design các bạn sẽ thấy giao diện nó như thế này. Thì tôi sẽ bấm thử thấy sự kiện cho cái nút copy. Khi người dùng click vào cái nút copy này thì chúng ta bấm một click vào nó để phát sinh cái sự kiện là btn copy click. Đây tôi sẽ gán cho cái textbox string 2 chấm text bằng text string 1 chấm text. Có nghĩa là gì? Cho phép người dùng nhập vào ô textbox 1. Khi người dùng nấn copy thì cái dòng chuỗi từ trên 1 nó sẽ chuyển xuống 2, nó sẽ copy chèn. Đúng nè. Thì ở đây á, tôi đang làm cái thao tác là copy thông qua kích hoạt cái sự kiện click của cái nút copy này. Thì ở đây tôi có thể sửa lại, cho phép chỉ cần người dùng sau khi thay đổi cái thuộc tính trong cái textbox này và bấm nút enter thì nó cũng thực hiện cái thao tác copy chuyển qua ha. Thì giả sử đây tôi sẽ xóa cái nút copy này đi và đây tôi sẽ xử lý cho nó cái sự kiện là text change ha. Thì double click vào trong cái này và nó sẽ phát sinh ra một cái sự kiện. Ở đây tôi cũng nhắc tương tự string 2 chấm text string 1 chấm text. Chúng ta sẽ chạy lại trang web. Này, người dùng sẽ thay đổi trong cái ô textbox 1 chỉ cần nhấn nút enter. Ở đây tôi quên mất ha. Để kích hoạt được cái sự kiện textbox change này á thì trong cái textbox chúng ta cần phải bật một cái sự kiện lên cho cái textbox đó là cái sự kiện auto postback là true ha. Chúng ta sẽ chạy lại. Sau khi tôi nhập vào bấm enter thì nó sẽ tự động kích hoạt cái sự kiện text change về, submit về trên server, postback về trên server, server xử lý và thực hiện cái thao tác copy cái chuỗi từ textbox 1 sang textbox 2. Thì nhắc lại ha, đối với cái control là textbox
muốn xử lý cái sự kiện text chain ha, thì chúng ta sẽ thiết lập cái thuộc tính auto postback cho nó là true ha, và thực hiện cái thuộc cái hàm để xử lý cho cái sự kiện này. Thì khi người dùng thay đổi thông tin trong cái ô text box và bấm nút enter sẽ thì cái trang web nó sẽ tự động gửi trả về server và yêu cầu server xử lý, và cụ thể server nó sẽ tự gọi cái hàm xử lý cái sự kiện text chain lên thực thi. Thì ở đây là cái ví dụ cái hình cho các bạn nhìn thấy là các loại khác nhau của cái text box khi chúng ta thay đổi cái thuộc tính. Và đối với cái thuộc tính đầu tiên, thuộc tính max length ha, sẽ thấy chúng ta sẽ thể hiện một cái text box mà cho phép người dùng nhập tối đa là 2 ký tự. Cái loại thứ hai, text mode là multi line, nhưng mà sẽ thấy là nó hiển thị trên người dùng dưới dạng là một cái text area ha, cho phép người dùng nhập trong nhiều hàng, nó có scroll nếu cho người dùng nhập nhiều hơn. Cái loại thứ ba là loại text mode là password, là khi người dùng nhập vào thì người ta sẽ không nhìn thấy cái chữ nhập vào mà thấy cái dấu hiệu là dấu tròn ha. Loại control kế tiếp là loại control list, là list control. Thì trong TaskNet nó có nhiều loại list control ha. À, cái hình cho thứ nhất nó gọi là cái list box. À, các bạn sẽ thấy nó là hình ở một cái danh sách cho phép người dùng chọn nhiều dòng ha. Cái loại thứ hai là drop down list, nó giống như cái combo box vậy đó. Và cái loại thứ ba là cái bảng table. Thì cái table này nó khác với cái table HTML ở chỗ là chúng ta có thể lập trình ha, và tạo động những cái cột và những cái cell ở trong cái table đó. Thì tương ứng với mã là ASP thì cái list box nó sẽ là ASP list box, drop down list và cái table. Khi sử dụng một cái control dạng là list control thì cái điều quan trọng nhất đó là làm sao tạo dữ liệu cho cái list control đó, tức là những cái item ở trong đó. Ở trong đây các bạn sẽ để ý nó có một cái thuộc tính là thuộc tính items, nó là một cái collection ha. Nếu như sau này chúng ta sử dụng database thì chúng ta có thể lấy dữ liệu cho cái text box từ database, thì chúng ta sẽ lấy sử dụng cái thuộc tính là data source. Thì ở đây tôi ví dụ như ở đây chúng ta sử dụng cái thuộc tính là item. Thì khi click vào trong cái item đối với cái list box á, thì chúng ta sẽ thấy nó thể hiện cái cửa sổ như thế này, cho phép chúng ta add những cái dòng ở trong cái list box. Đối với table thì nó sẽ cho phép mình add dòng, mỗi một cái dòng nó sẽ có một cái cell tương ứng. Thế thì chúng ta có thể lập trình để add động những cái item vào trong một cái list box hay là cái drop down list ha, bằng cách sử dụng cái thuộc tính items của một cái list box hay cái drop down list và gọi cái hàm là add, sau đó là add cái dữ liệu vào. Để lấy được cái giá trị mà người dùng chọn trong cái list box hay là cái drop down list á, thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính là select item ha, và select text sẽ lấy ra cái dòng giá trị người dùng nhập vào. Thì đây chúng ta sẽ qua thực hiện demo ha. Rồi. Đây tôi sẽ thiết kế một cái form là form đăng ký thành viên. Đây thì để cái form của chúng ta nó đẹp á, thì chúng ta sẽ chèn làm sử dụng một cái bảng ha. Tôi sử dụng HTML. Tôi sẽ chèn vào một cái bảng. Như đây. Cái bảng này chúng ta chỉ cần có 2 dòng mà thôi, tôi sẽ xóa, tức là 2 cột ha. Cái cột đầu tiên mình sẽ mượt 2 cột này lại. Rồi. Thứ nhất sẽ cho phép người dùng nhập vào username. Tôi sẽ sửa lại để cho dễ ha. Tôi sẽ tạo cái thẻ header. Chọn là form đăng ký thành viên vào đây.
Lưu ý là các control của chúng ta nó phải được nằm trong thẻ form nhé. Tôi thấy cái này. Xin lỗi. Rồi. Cho phép người dùng nhập username và tên đăng nhập. Tôi sẽ kéo vào một cái control standard cho phép người dùng nhập vào một cô text box tên đăng nhập. Rồi, mật khẩu. Đây tôi sẽ đặt tên cho cái control đó. Đăng nhập. Mật khẩu. Ở đây bởi vì nó là mật khẩu nên tôi sẽ sử dụng thêm cái thuộc tính là text mode. Nó sẽ tìm cái thuộc tính text mode và thiết lập cho nó là password. Rồi, mật khẩu rồi thì có xác nhận mật khẩu. Tương ứng tôi sẽ copy paste cái password này xuống ha. Này nghĩa là xác nhận. Ngoài ra, chúng ta sẽ cho phép người dùng, sẽ yêu cầu người dùng nhập địa chỉ. Thì chúng ta biết là địa chỉ thì thông thường là nó rất là dài. Đúng không? Thì chúng ta sẽ cho người dùng nhập vào một cái ô text box dạng là multi-line. Tôi sẽ kéo to nó ra. ID cho nó là địa chỉ. Rồi, yêu cầu của chúng ta người dùng gặp email cũng là một ô text box. Giả sử ở đây tôi đang lấy cái người thành viên người dùng đó là sinh viên ha, thì tôi sẽ có thể tôi sẽ cho yêu cầu người dùng mật mã số sinh viên. Mình muốn biết là hiện tại người dùng là khóa nào. Và cuối cùng là một cái button đăng ký. Để demo cho các bạn biết là chúng ta sẽ sử dụng list control thì tôi sẽ làm thêm một cái là cái list control ha.
cái combo box. Ví dụ như là chúng ta nhà chuyên ngành của sinh viên. Ở đây tôi muốn thể hiện một cái drop, một cái combo box. Chúng ta sẽ kéo cái dropper box vào. Chúng ta sẽ để thiết lập cái giá trị cho cái combo box, cái dòng trong cái combo box. Chúng ta sẽ chọn có thể tính edit item và add vào. Ví dụ như là cái dòng tiên là công nghệ phần mềm chẳng hạn. Thuộc tính thêm là ví dụ như là mạng mạng máy tính, viễn thông. Chúng ta có thể thêm công nghệ trí thức, vân vân. Rồi, chúng ta sẽ tự chạy cái form mình lên. Đấy là form đăng ký thành viên, cho phép người dùng nhập đăng nhập tên, thí dụ như TTP Hạnh, mật khẩu. Khi tôi nhập bất kỳ cái thông tin gì thì nó cũng là dấu dấu sao. Ở trong địa chỉ này thì nó sẽ cho phép chúng ta nhập trên nhiều dòng. Khi có nhiều dòng thì nó sẽ xuất hiện cái string hay là multi-line, email và mật khẩu. Đây là cái combo box mà chúng ta đã tạo được. Bây giờ tôi sẽ xử lý để xem người dùng đã chọn cái gì ha. Để biết được người dùng chọn cái gì trong list box thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là select item ha. Thì cái cách hồi nãy á, tạo trong cái list box là cái công nghệ phần mềm này nè, thì tôi tạo dựa trên cái giao diện, tức là tôi chọn và edit item. Tôi add những cái dòng đó vô. Thì trên thực tế thì chúng ta có thể tạo bằng mã lệnh. Ví dụ như ở đây, để tạo mã lệnh thì tôi sẽ double click vào cái trang để vào cái sự kiện là payload. Thì ở trong cái hàm payload này, tôi sẽ thực hiện cái thao tác là add dữ liệu cho cái combo box Ví dụ đây tôi có thể add trên combo box cái dòng đầu tiên là tổng chẳng hạn. Hồi nãy là chúng ta đã đặt tên cho combo box chưa nhỉ? Tôi sẽ là combo box chuyên ngành. Thì combo box ở trong ASP.NET thì nó gọi là drop down list ha. Cái này chấm item chấm tôi sẽ insert vào cái vị trí số 0 ha. Cái giá trị là rỗng, hoặc chúng ta có thể sử dụng item chọn add một cái chuyên ngành khác, ví dụ như chuyên ngành hệ thống thông tin. Mình sẽ thấy bây giờ cái combo box của chúng ta giờ cái đầu tiên là rỗng và có hệ thống thông tin ở đây. Các bạn để ý nè, khi nãy tôi đã thao tác hay thao tác là tôi bấm enter, tôi refresh lại cái trang web, hoặc là tôi vào trong cái ô text box phía trên tôi thực hiện cái sự kiện text gen và enter, thì kết quả là cái ô text box, cái combo box của chúng ta lúc này có các giá trị như thế này. Có vấn đề gì ở đây? Hồi nãy ở lần đầu tiên tôi sẽ làm lại cho các bạn, chạy lại cho các bạn coi ha. Ở lần đầu tiên chạy cái trang web lên, combo box của chúng ta hiển thị như là những gì chúng ta mong muốn, đúng không nào?
Tuy nhiên, nếu như tôi bấm phím Enter Refresh, tôi gõ vào trong cái ô này và bấm Enter để trang web của tôi đã trả về server, yêu cầu server xử lý cái sự kiện TextChain, và tôi quay lại kiểm tra cái combo box, thì chúng ta sẽ thấy là cái giá trị khoảng trắng và cái hệ thống tin lại được thêm vào trong cái combo box của mình. Chuyện này tại sao lại có chuyện này? Thì chúng ta quay lại cái mã lệnh chúng ta xử lý. Thì để ý ở đây ha, tôi đã thực hiện cái thao tác là tạo dữ liệu động bằng mã lệnh cho cái combo box chuyên ngành trong cái sự kiện là sự kiện payload. Thế thì lưu ý tôi một điều là bất cái sự kiện payload này khi nào thì sẽ xảy ra, tức là cái hàm này khi nào nó sẽ được gọi. Hàm payload sẽ được gọi bất kỳ khi nào người dùng request lại cái trang web. Khi có một sự kiện postback trở về server, yêu cầu server xử lý, thì cái hàm payload này nó sẽ được gọi. Lần đầu tiên nó được gọi, lần thứ hai nó cũng được gọi. Như vậy thì để giải quyết được cái vấn đề là cứ mỗi lần cái combo box của mình nó lại bị ép thêm, thì đây trong cái thuộc tính trang nó có một cái sự kiện, một cái thuộc tính ha, nó gọi là thực kiện thuộc tính postback. Nếu chúng ta sẽ thêm cái dòng lệnh nè, nếu như cái trang của chúng ta không phải bị postback trở về, tức là ở lần đầu tiên người dùng yêu cầu tới web trang website này, thì tôi mới thực hiện cái thao tác là insert dữ liệu vào trong cái combo box. Ở những lần thứ hai trở đi, trang web được yêu cầu thì ASP.NET nó gọi là postback, thì những cái lần thứ hai trở đi chúng ta không thực hiện cái chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại biên dịch và chạy lại cái trang web ha. This necessary. Oh, xin lỗi. Chúng ta sẽ chạy lại cái trang web của mình ha. Đây, tôi sẽ chạy lại trang web không ta? Đợi tôi chút xíu. Lần đầu tiên chạy đúng đúng không nè? Khi tôi làm cái gì đó cho trang web, bấm nút Enter để thực hiện postback trở về, rồi con báo chúng ta vẫn thực hiện đúng. Thuộc tính default button. Thì default button là một cái nút mặc định. Cái nút này nó sẽ được kích hoạt khi người dùng bấm nút Enter. Thì có hai cách để thiết lập cái default button. Như là mặc định, chúng ta có thể đặt cái nút default button này trên form, hoặc là chúng ta có thể đặt trên cái panel. Đây tôi sẽ demo cho các bạn biết thấy sự khác biệt của hai cái nút của cái nút default button là gì. Ta sẽ đóng cái này lại ha. Quay trở lại đây thì tôi sẽ bỏ cái sự kiện TextChain. Tôi sẽ lấy lại cái nút của mình ha, nên trong cái ví dụ đầu tiên. Một cái button.
Này, chúng ta sẽ xử lý là khi người dùng nhấn vào cái nút đăng nhập, đăng ký nhé, xin lỗi ha, nhấn vào nút đăng ký thì chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Hay giả sử như ở đây tôi sẽ hiển thị cái giá trị người dùng nhập trong cái combo, chọn trong cái combo box lên trên cái text box phía trên chẳng hạn ha. Từ gán txt string 1 chấm text sẽ bằng cái combo box của chúng ta chấm select item. Chúng ta có thể lấy ngay là select value cũng được. Giả sử như tôi chọn công nghệ phần mềm, bấm đăng ký thì trang web nó sẽ lấy giá trị người dùng nhận từ đây hiện lên lên đây. Thì trong cái form này á, nó có hai cái nút, hai thực hiện hai hành vi. Nút thứ nhất, khi click vào thì nó sẽ copy cái dòng chữ ở trên text box 1 xuống text box 2. Cái nút đăng ký này nó có tác dụng là hiển thị cái giá trị người dùng nhập từ trên từ trong cái chọn từ trong cái combo box lên trên cái text box bên trên này. Thì chuyện gì xảy ra nếu như tôi chỉ đơn giản là nhấn nút enter? Khi tôi nhấn nút enter á, trong cái form này thì trong web không làm gì cả. Bởi vì trong đây, trong cái form này nó có đến hai cái nút, hai phải trong web nó không biết được là cái nút nào là cái nút default. Ha. Vậy thì để thiết lập cái nút default có nghĩa là khi chỉ cần trang web tôi bấm phím Enter thì mặc định một cái nút nào đó đã được thiết lập là default button, nó sẽ được gọi thực thi. Ha. Thì chúng ta sẽ vào trong website ha. Và trong cái thuộc tính là form. À, thiết lập câu tính là default button. Ở đây chúng ta sẽ đặt cho nó là cái button button đăng ký chẳng hạn. À, lưu lại. Ở đây chúng ta sẽ refresh. Các bạn sẽ thấy là bây giờ cái trang web chúng ta có một sự thay đổi nè. Ở cái nút đăng ký nó sẽ có cái dấu hiệu này, ta thấy là cái nút này đang đang được focus ha. Như tôi chỉ cần chọn vào trong cái ô text box, bấm phím enter thì tự động cái nút đăng ký này nó sẽ được gọi thực thi. Đó là cái cách chúng ta tạo một cái default button. Tuy nhiên ở đây trong cái trang web này các bạn sẽ thấy chúng ta có phân mạch phân vùng nó thành hai vùng, một cái vùng là cái vùng form đăng ký thành viên. Cái vùng trên đây là cái vùng mà tạo cái thao tác là copy từ cái bóng một sang bóng hai. Thì tôi muốn là nếu như người dùng đang sử dụng ở trong cái phạm vi này và bấm nút enter thì cái nút này nó phải được gọi. Nếu như tôi đang sử dụng trên cái form này thì bấm enter thì cái nút đăng ký được gọi. Thì lúc này chúng ta sẽ làm thế nào? Hay lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái control của ASP.NET là gọi là panel. Ha. Và chúng ta sẽ đặt cái thuộc tính panel control default button cho cái panel đó. Thì ở trong cái vùng là copy, tôi sẽ sử dụng một cái ASP panel. ID. Tôi sẽ đặt là panel copy. Nhớ là có thuộc tính rnet bằng server. Rồi. Chúng ta sẽ đặt cái textbox 1 nè. Cái string 1, string 2. À. Trong cái panel của mình. Và trong cái panel này tôi cũng thiết lập cái thuộc tính là default button. Cái default button ở đây nó sẽ là cái btn copy. Ở phía giao diện người dùng, các bạn sẽ thấy chúng ta đã đặt những cái control này trong cái panel.
Và thiết lập cái bên là giờ chúng ta vào đây refresh lại trang web. Khi tôi đang ở focus trong cái vùng panel 1, tôi gõ ABC, bấm Enter. Enter không thực hiện gì hết. Để tôi coi lại ha. Hồi nãy là có một cái thuộc tính là auto postback là bằng true. Nên chúng ta bỏ cái thuộc tính đó đi thì khi cái nút được bị focus, cái chúng ta gõ vào trong đây, bấm enter thì cái button này nó sẽ được thực thi. Hồi nãy nó có cái thuộc tính là auto postback, nên khi chúng ta bấm enter á thì nó sẽ lại kích hoạt cái sự kiện là text change của cái ô text box, và cái sự kiện text change đó hồi nãy chúng ta đã xóa mất đi rồi, do đó nó không thực thi gì hết. Thiết lập default focus. Mặc định thông thường á, một cái form đăng nhập, một cái form mà cho phép người dùng nhập liệu, thì thông thường khi mà hiển thị lên cái trang web á, thì bao giờ cái focus, cái con trỏ chuột của chúng ta cũng nên được đặt ở trong cái dòng đầu tiên, cái con textbox đầu tiên cho người dùng dễ nhập liệu. Thiết lập default focus là cho phép chúng ta làm cái chuyện đó. Thì nếu như chúng ta muốn thiết lập default cho nội dung trên form, thì chúng ta có thể thiết lập cái thuộc tính là default focus của cái form.
Hoặc chúng ta có thể lập trình để thiết lập trong lúc runtime ha, bằng cái dòng lệnh là p.setFocus tên của cái control, truyền vào cái control, hay là p.setFocus cái ID của cái control, hoặc là gọi ngay chính cái control đó, gọi cái hàm là setFocus. Ví dụ ở đây trang web của chúng ta khi chạy lên, các bạn sẽ thấy là không có cái con trỏ chuột nó được focus ở bất kỳ chỗ nào, và tôi muốn là khi người hiện lên thì các con trỏ chuột nó sẽ focus ở chỗ cái ô tên đăng nhập. Hay chúng ta sẽ làm như sau. Cách thứ nhất, tôi vào trong cái thuộc trong thẻ form ha, và đặt thuộc tính là default focus bằng ID của cái control ha. Ta chạy lại, bạn sẽ thấy là mới hiện lên là cái con trỏ chuột của chúng ta đã focus ngay ở đây ha. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng mã lệnh. Ví dụ, nếu như lần đầu tiên tôi sẽ thực hiện cho cái txt password chẳng hạn, mật khẩu ha, .setFocus. À, cái nút mới được ha. Chúng ta sẽ thực hiện paste. TXT mật khẩu. Lúc này chạy lên thì cái một mật khẩu sẽ được set focus. Chúng ta qua cái loại control thứ ba là validation control. Validation control á được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu do client nhập vào khi trang được gửi về cho server. Thì nó cho phép chúng ta hỗ trợ là kiểm tra cả hai phía là client side và server side. Ví dụ những cái form nhập liệu thông thường nó có những cái thuộc tính là yêu cầu bắt buộc người dùng phải nhập ô cái textbox nào đó hay require. Cái validation control cho phép chúng ta làm chuyện này. Đây là một cái giao diện, một cái ví dụ đơn giản. Nếu như người dùng không nhập vào trong vô textbox này thì cái dòng cái thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Các loại validation control cho ASP.NET có nhiều loại. Loại thứ nhất nó gọi là require field validator, nó cho phép mình kiểm tra một cái control có khác một cái giá trị cho trước, mặc định là rỗng, đó có nghĩa là nó bắt buộc người dùng phải nhập
vào trong cái control đó với một cái giá trị nào đó cho trước. Cái loại thứ hai là compare validator. Cái loại này thì nó sẽ kiểm tra hai cái control để so sánh thêm cái giá trị nhập cho hai cái control đó có giống nhau hay không. Và loại thứ ba là rank validator, cho phép kiểm tra nếu dữ liệu nhập vào trong một cái control nó nằm trong một cái vùng khoảng giá trị hai giá trị. Là regular expression validator thì cho phép chúng ta kiểm tra dựa trên một cái nó gọi theo một cái công thức nào đó, ví dụ như người dùng phải nhập vào là một cái địa chỉ email, một địa chỉ URL. Custom validator là loại control custom, có nghĩa là người dùng có thể tự viết cái đoạn mã lệnh để kiểm tra ở phía client hoặc là phía server. Và cuối cùng là cái loại validation summary, là cái control để hiển thị tóm tắt tất cả những cái thông báo lỗi có trong cái form. Thì các bước sử dụng validation control đã bao gồm 3 bước. Thứ nhất, chúng ta sẽ kéo thả cái control validator vào trong web form. Thông thường là chúng ta sẽ kéo nó kế bên cái control mà chúng ta muốn kiểm tra. Cái lần thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập các thuộc tính cho cái validate control. Đây thì có 3 cái thuộc tính quan trọng mà chúng ta cần độ để ý. Cái thuộc tính thứ nhất bắt buộc phải có, tức là bắt buộc phải thiết lập là cái control to validate. Tức là nếu như tôi muốn cho kiểm tra cái control nào thì tôi phải thiết lập cái control đó vào trong cái thuộc tính này. Cái thuộc tính thứ hai là cái error message, tức là cái thông báo lỗi khi mà người dùng nhập sai. Và cái text là cái hiển thị của cái validate control. Và cái cuối cùng mà chúng ta sử dụng cái validation summary control để hiển thị tất cả các lỗi xảy ra trong trang. Tôi ví dụ, giả sử trong cái trang web hồi nãy, tôi mong muốn là bắt buộc người dùng phải nhập vào trong cái Otis box này. Thì trang web nó mới được thực thi. Thì chúng ta thực hiện thao tác là cầm kéo thả một cái validation control. Ở đây bắt buộc phải nhập thì chúng ta sẽ chọn cái validation control gọi là require field validator. Tôi cầm kéo thả vào. Nên tôi sẽ đặt cho nó gần kế vào cái Otis box. Rồi, thì chúng ta sẽ thiết lập thuộc tính cho nó. Cái thuộc tính đầu tiên, nên mình cũng nên đặt ID cho nó cho dễ ha. Validate string 1. Thuộc tính thứ nhất là cái thuộc tính control to validate. Tức là cái này tôi sẽ kiểm tra cái nào, cái control nào. Thì ở đây tôi sẽ kiểm tra control là string 1. Nếu như người dùng nhập sai, không nhập vào nó thì sẽ báo lỗi gì? Thì chúng ta sẽ gọi là string textbox không được rộng. Chúng ta sẽ báo một cái lỗi là textbox không được rộng. Cái thuộc tính text là sẽ thường thường như sao chẳng hạn. Đây là sẽ thấy control hiển thị lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy cái trang web này. Nếu như người dùng không nhập gì cả, những cái nút thì chuyện gì xảy ra? Thế thì trong Visual Studio 2012 hay thì nếu như chúng ta có sử dụng cái control validator thì chúng ta khi chúng ta sử dụng như này bình thường như thế này á thì nó sẽ báo lỗi ha. Trong cái Visual 2010 và 2008 thì không bị ha. Cái lỗi lý do tại vì trong cái 2012 được cấu hình sẵn là cái trang web nó sẽ sử dụng jQuery nếu như chúng ta có sử dụng cái validation. Nhưng cái cách khắc phục cái lỗi này thì chúng ta sẽ vào trong cái trang web.config ha. Các bạn vào trong trang web.config và ở đây các bạn sẽ bổ sung thêm một cái đoạn lệnh như sau. App setting. Ở trong đây chúng ta sẽ add vào một cái giá trị là validation setting 2.
Obtrusive Validation Mode và cho nó một cái giá trị là nền. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái trang web, biên dịch và chạy lại cái trang web của mình. Xin lỗi, tôi sẽ chạy lại cái trang là trang ASP.NET Control ha. Nếu chúng ta không nhập gì hết thì nó sẽ hiển thị cái thông báo lên. Hay mà chúng ta đã sửa được cái lỗi là ở substring của jQuery. Thế thì ở đây nếu không có gì thì nó sẽ báo thông báo cái lỗi. Nếu chúng ta muốn hiển thị cái thông báo lỗi rõ ràng hơn ha, thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái control gọi là validation control. Đây tôi sẽ kéo thả cái control validation control nè. Summary. Rồi, mình chạy lại trang web. Mình sẽ thấy nó sẽ hiển thị cái thông báo lỗi của mình hướng ra đây. Chúng ta có thể thiết lập cái thông báo lỗi này hiển thị theo dạng là một cái cửa sổ pop-up. Bằng cách thể hiện display mode của nó. Thuộc tính là show message box hay là true. Mình sẽ thấy nó hiển thị cái thông báo lỗi như thế này. Nếu như tôi có nhập vào trong context box thì nó sẽ thực hiện. Vậy là chúng ta biết các bước để sử dụng cái validation control. Giờ chúng ta sẽ đi vào từng loại validator cụ thể. Thì cái control đầu tiên là cái thằng control là require field validator. Nó có hai cái thuộc tính quan trọng chúng ta cần phải quan tâm khi sử dụng cái control đó, là cái thuộc tính là control to validate. Tức là tôi kiểm tra cái control nào. Thế tiếp là tôi sẽ sự so sánh cái giá trị trong control đó với cái giá trị gì. Thì mặc định cái initial này là rỗng, có nghĩa là bắt buộc người dùng phải nhập vào khác rỗng. Nên chúng ta có thể chọn hoặc nhập vào một cái giá trị khác. Ví dụ, một cái tờ form cho phép người dùng nhập vào tử số và mẫu số của một cái phân số. Thì biết rằng cái mẫu số á, thì bắt buộc phải không được là rỗng, và không được là số 0, đúng không nè. Hiện mà chúng ta muốn tránh cái trường hợp người dùng nhập vào số 0, thì chúng ta có thể sử dụng cái control là require field validator để kiểm tra cái control này. Và trong cái control to validate, tôi sẽ chọn là txt mẫu số, tức là cái control textbox mẫu số. Và cái giá trị khởi tạo để kiểm tra, ở đây tôi sẽ là 0. Thế thì người dùng sẽ không được phép nhập cái số 0 vào trong cái ô textbox này. Nếu như người dùng nhập số 0 vào trong ô textbox, thì trong textbox nó sẽ thông báo cái dòng lỗi là mẫu số phải khác 0. Hoặc là nếu như người dùng nhập vô số khác 0, thì trang web nó sẽ gửi về server, cho phép server xử lý. Cái loại control thứ hai kế tiếp là cái control compare validator. Khi mà nói compare thì nó phải compare là hai cái control nào đó, đúng không nào? Thì ở đây nó sẽ tương tự, nó sẽ có hai cái thuộc tính quan trọng là thuộc tính control to validate, là control tôi muốn kiểm tra, và cái control to compare là control tôi để so sánh. À, ví dụ ứng dụng cụ thể, ví dụ như trong cái form hồi nãy chúng ta tạo là cho phép người dùng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu, thì cái xác nhận mật khẩu nó phải giống mật khẩu, đúng không nè. Vậy thì cái control to validate của chúng ta là cái xác nhận, và cái compare là cái mật khẩu ha. Và cái toán tử để so sánh á, thì mặc định là có toán tử bằng, tức là hai control phải bằng nhau. Tuy nhiên cái compare validator này nó còn cung cấp cho chúng ta nhiều cái toán tử hơn, và chúng ta có thể so sánh là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, không bằng. Hoặc là chúng ta có thể check là cái kiểu dữ liệu. Và cái giá trị compare, thì
Nếu như chúng ta không có compare hai cái control với nhau, thì chúng ta có thể compare cái control này, giá trị control này với một cái giá trị, một cái value ha. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái giá trị đó ở đây. Cái type sử dụng để kiểm tra khi chúng ta sử dụng cái quán toán tử là data type check ha, và nó sẽ kiểm tra chúng ta cái kiểu dữ liệu mà người dùng nhập vào trong cái control validate, mặc định nó kiểu dữ liệu là string. Và tuy nhiên chúng ta có thể kiểm tra là người dùng có nhập vào đúng là một cái số nguyên, số thực, kiểu dữ liệu ngày tháng hay là cái tiền tệ. Ví dụ, nó kiểm tra xem người dùng nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu có đúng giống như mật khẩu hay không. Thì chúng ta sử dụng đầu tiên là chúng ta có hai cái textbox mật khẩu password pass1 và cái tự xác nhận là pass2. Thì để cho phép người bắt buộc người dùng phải nhập hai cái này giống nhau thì chúng ta sử dụng cái control là compare validator và thiết lập control thuộc tính là control to validate là cái pass2 và control to compare là pass1. Nên nếu như người dùng nhập không giống nhau thì nó sẽ hiển thị thông báo lỗi là password must match. Một cái ví dụ thứ hai, có thể sử dụng compare validator để kiểm tra cái giá trị người dùng nhập vào một cái ô textbox, nó có nhỏ hơn hay là nó có một cái so sánh với một cái giá trị cụ thể, bằng cách chúng ta sử dụng một cái compare validator thiết lập cái value to compare là cái giá trị cụ thể. Cái operator là cái toán tử mà chúng ta sẽ so sánh. Ví dụ ở đây tôi sẽ so sánh tử là less than equal, tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Và kiểu dữ liệu người dùng bắt buộc nhập phải là kiểu integer. Thí dụ người dùng có thể nhập vào trong đây một con số nhỏ hơn 18. Mà nếu như người dùng nhập lớn hơn thì nó sẽ thông báo là you are too old to view this site, là bạn quá già để có thể xem được cái trang web này. Cái ứng dụng kế tiếp của cái compare validator là chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra cái kiểu dữ liệu mà người dùng nhập vào trong một cái ô textbox. À, ví dụ ở đây thì chúng ta có thể thiết lập bằng cách sử dụng cái thuộc tính là operator là data time check và của thuộc tính time là date. Thì khi người dùng nhập vào một cái chuỗi mà không phải là kiểu dữ liệu là ngày tháng thì cái validator của chúng ta sẽ tự động thông báo lỗi và không cho người dùng gửi dữ liệu này về phía server. Lại control kế tiếp là cái rank validator. Rank validator sử dụng để kiểm tra thêm dữ liệu người dùng nhập vào có nằm trong một cái khoảng nào đó hay không. Thì cái khoảng thì nó phải có một cái giá trị là giá trị cận dưới và giá trị cận trên là minimum và maximum. Và cái kiểu để kiểm tra là có thể là kiểu string, integer, double, date và currency. Ví dụ như ở dưới là chúng ta có một cái ô textbox và chúng ta bắt buộc người dùng phải nhập một con số là từ 1 cho tới 20. Thì để kiểm tra bắt buộc người dùng nhập chuyện đó thì tôi sẽ sử dụng một cái control là rank validator ha. Và cái control to validate của tôi là cái textbox number. Tôi thiết lập cái giá trị minimum cận dưới của mình là 1, cận trên là 20. Và cái kiểu dữ liệu người dùng nhập vào phải là kiểu integer. Thì bạn lưu ý ở đây, nếu như chúng ta kiểm tra số á, thì chúng ta phải thiết lập cái type, cái kiểu dữ liệu người dùng nhập vào là số. Nhưng mặc định đó, cái kiểu dữ liệu của nó là string ha. À, nếu như mình chúng ta không có đã thiết lập đúng là số thì so sánh hai cái chuỗi nó có thể khác ha. Loại kế tiếp là regular expression validator, là cái loại mà cho phép chúng ta kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào có thỏa một cái công thức cho sẵn hay không. Ví dụ như người dùng nhập vào phải là một cái địa chỉ email hay là một cái số điện thoại vân vân. Thì cái regular expression validator này nó có một cái thuộc tính quan trọng của nó, nó quy định cái công thức mà chúng ta sẽ kiểm tra với dữ liệu người dùng nhập vào. Thì cái công thức nó gọi là validation expression hay và nó theo cái cú pháp là regular expression. Thì cái cú pháp của nó như sau. Nếu như chúng ta muốn trong cái dữ liệu người dùng nhập vào có cái ký tự tab thì chúng ta quy định bằng cái ký tự là suyệt t, có ký tự xuống dòng thì suyệt n, có bất kỳ một ký tự nào khác xuống dòng thì là dấu chấm. Nếu như
mình muốn là nó có chứa một cái ký tự bất kỳ trong cái ký tự ngoặc vuông này, ví dụ như chứa bất kỳ ký tự nào trong cái QWERTY này thì chúng ta đặt trong cái ngoặc vuông. Nếu như không chứa thì đặt thêm cái dấu mũ. Ha. Có chứa ký tự từ khoảng A tới Z thì viết là A gạch ngang Z. Có chứa một từ bất kỳ ha thì là suyệt W, một cái từ được quy định là cái ký tự từ A tới Z, A nhỏ tới Z nhỏ nè, A lớn tới Z nhớ, lớn và ký tự zero. Suyệt W lớn là có chứa một cái chuỗi bất kỳ mà không phải là từ, là nên word. Cái dấu dấu đứng này là hoặc. Thì tương tự, suyệt S là có cái chứa ký tự khoảng trắng. Suyệt S lớn là không chứa ha, thì cứ hoa là không. Suyệt D là ký tự số, suyệt D lớn là không phải ký tự số. Cái dấu sao nó được quy định là chỉ định là không hoặc là nhiều. Chỉ định, dấu cộng là một hoặc nhiều. Hay dấu hỏi là có hoặc là một. Nó có không hoặc là một ha. Thì N là có đúng N, chính xác N lần. N nhiều hơn thì N phải ha, từ bắt đầu từ N trở đi. À, có trong khoảng từ N tới M. Thì đây chúng ta sẽ qua làm cái ví dụ trước ha, cho nó dễ hiểu. Giờ chúng ta có một cái form đăng ký thành viên như thế này. Thì chúng ta biết được là á, khi mà đăng ký thành viên á, thì bao giờ cái tên username á, tên đăng nhập cũng không được là rỗng. À, xác nhận mật khẩu hai cái vàng mật khẩu phải giống nhau. Đúng nè. À, địa chỉ email, địa chỉ có thể nhập không cho cũng được. Địa chỉ email thì phải nhập vào và đúng là cái địa chỉ email. À. Và cái mã số sinh viên thì giả sử như sinh viên của trường Đại học Khoa Tự nhiên hệ chính quy thì nó là sẽ là một dãy có 7 ký tự số. Ha. Cái khóa thì chúng ta có thể là cái khóa từ khóa giả sử từ khóa là khóa 1996 cho tới năm khóa 2013 chẳng hạn. Nó bắt buộc từ 1996 cho tới năm 2013. À, thì giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái validation control để bắt buộc người dùng phải nhập vào đúng ha. À, tôi sẽ cầm cái thẻ là tên đăng nhập, bắt buộc phải nhập vào. Chúng ta sẽ sử dụng require field validator. Ở đây tôi sẽ thiết lập cho nó cái control to validate là cái tên đăng nhập, cái thông báo lỗi. Nên chúng ta có thể sử dụng là tôi sẽ sử dụng mình đã gọi tên là tên hay khác rộng. Cái tag hiển thị lên đây là dấu sao, tức là bắt buộc phải người dùng phải nhập đây. Bây giờ tới với mật khẩu và xác nhận mật khẩu thì phải giống nhau mà, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái control là compare validator, thiết lập thuộc tính cho nó là control to validate là cái xác nhận và control to compare là cái mật khẩu. Cái thông báo lỗi là xác nhận mật khẩu phải giống mật khẩu. Rồi bây giờ địa chỉ email. Địa chỉ email phải là một cái chuỗi theo kiểu địa chỉ email. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái control là regular expression. Thiết lập thuộc tính là control to validate là email. Validation expression. Và để thiết lập ra địa chỉ email, chúng ta có thể bấm vào đây và nó liệt kê chúng ta một số cái giá trị. À, ví dụ như đúng là phải địa chỉ email. Mình sẽ chọn. Đây, mã số sinh viên. Nó sẽ là một cái chuỗi có 7 số ký tự. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng là một cái regular expression.
ha. Giả sử như ở đây control to validate của chúng ta sẽ là cái khóa mã số sinh viên, đúng không nào? Và bây giờ trong cái regular expression của mình, chúng ta sẽ nhập vào một cái số là suyệt d, ha, và có 7, đúng 7 cái số là mở ngoặc mặt 7, ha. Khóa phải là khóa từ 1996 tới 2013, ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái control là rank validator. Control to validate là khóa. Minimum là 1996, maximum 2013. Kiểu dữ liệu của nó sẽ là kiểu dữ liệu số nguyên. Hai. Nãy giờ tôi quên mất nhập cái thông báo lỗi ha. Khóa phải từ 1996 đến 2003, 2013. Ở trên đây chúng ta sẽ nhập cái thông báo lỗi cho nó. Mã số sinh viên là một chuỗi có 7 chữ số. Nó sẽ hiển thị là không đúng, địa chỉ email không đúng ha. Không đúng định dạng. Rồi, thì chúng ta sẽ thử chạy cái trang web này. Thế nãy tôi có sử dụng cái summary control. Này nó sẽ thể hiện hết tất cả các lỗi có trong hệ thống. À, ví dụ như đây mình nhập. Tôi có nhập ở trên đây, tôi có nhập dưới đây. Giả sử như tôi nhập mật khẩu sai. Địa chỉ email tôi nhập không đúng. Nó sẽ thông báo. Nó tự động sẽ thông báo lên. Nếu như chúng ta nhập đúng là 1996 chẳng hạn, thì cái thông báo nó sẽ tắt. Đó là những cái control mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra, để mở rộng thì ASP.NET nó còn hỗ trợ chúng ta mở control gọi là Custom Validator. Đây là có loại control mà cho phép chúng ta tự viết mã lệnh để kiểm tra. Thì lưu ý là cái mã lệnh kiểm tra này nó sẽ được đặt ở hai nơi, tức là mình phải viết hai hàm gần như là giống nhau y chang, một cái là trên client, một cái trên server. Chúng ta có thể chỉ viết một trong hai, tuy nhiên có cái lời khuyên là chúng ta nên viết lên trên cả hai. Thì để sử dụng á, thì chúng ta sẽ kéo thả một cái custom validator vào trong trang web. Tương tự cũng phải thiết lập cái thuộc tính là control to validate, là cái text là cái control mà chúng ta muốn kiểm tra. Để kiểm tra bên phía client thì chúng ta sẽ vào trong cái thuộc tính là client validation function. Và chúng ta sẽ gõ cái tên của cái hàm và chúng ta sẽ viết mã lệnh JavaScript để kiểm tra bên phía client. Ví dụ ở đây tôi đã viết một cái hàm là kiểm tra cái textbox. Và nếu như textbox có nhập vô giá trị là ABC thì đúng, thì cho phép thực hiện tiếp. Còn ngược lại thì nó sẽ thông báo lỗi. Bên phía server thì chúng ta sẽ viết hàm dựa trên cái sự kiện là server validate. Và cái cú pháp là cái add.isValid. Mặc định đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập là false. Người dùng chỉ, nếu như người dùng nhập đúng như gì mình mong muốn thì mình sẽ thiết lập cho nó là true. Nếu như kết thúc cái hàm này mà cái add.isValid là false đó, thì hệ thống sẽ không cho phép người dùng thực hiện tiếp. Thì tại sao chúng ta phải
phải viết cả hai hàm trên phía client và bên phía server. Thì cái lý do là bên phía client chúng ta kiểm tra trước để hạn chế cái việc mà người dùng gửi dữ liệu sai về bên server, nên chúng ta sẽ không bắt server làm việc quá tải, là cái người dùng gửi cái thông tin gì cũng về server, server kiểm tra rồi mới trả về cho người dùng báo là à, bạn nhập sai rồi, bạn hãy nhập lại đi. Mà chúng ta kiểm tra trước bên phía client, và bên phía client thì là trình duyệt nó sẽ xử lý, nên không có gửi gì về server cả. Và nếu mình kiểm tra trước mà thấy lỗi thì sẽ thông báo ngay cho người dùng, không mất cái giai đoạn là đi từ người dùng bên phía server. Tuy nhiên, lời khuyên là vẫn phải thêm cái hàm kiểm tra bên phía server. Cái lý do là như thế này: người dùng có thể sử dụng bất kỳ cái công cụ nào hỗ trợ và có thể giả lập gửi dữ liệu lên server mà không cần thông qua trang web. Thì lúc này người dùng đã cố ý, có thể cố ý là gửi những cái dữ liệu sai nhằm phá cái website của mình. Người ta có thể sử dụng một số cái công cụ cho phép làm cái chuyện đó. Do đó chúng lời khuyên là vẫn nên kiểm tra lại bên phía server. Mình kiểm tra trước bên phía client. Tuy nhiên, nếu như pass bên phía client rồi hoặc là không pass gì bên phía server, vẫn phải kiểm tra lại. Một cái thuộc tính trong các control đó là validation group. Validation group á, có giá trị rất là quan trọng. Ví dụ như hồi nãy bạn sẽ thấy là trong form của chúng ta á, chúng ta có hai vùng. Cái vùng ở trên đây, panel ở trên, nhóm nào là thực hiện cái thao tác copy, nó có một cái validation control. Là cái vùng bên dưới nó cũng có những cái validation control. Khi tôi nhập bên dưới tôi bấm đăng ký thì thậm chí ở trên nó cũng thông báo lỗi. Thì ở đây rõ ràng tôi đã phân biệt ra hai vùng, và cái button ở trên đây nó thực hiện xử lý cho cái button ở phía trên, và cái button ở bên dưới là thực hiện xử lý cho cái phần dữ liệu ở bên dưới. Vậy thì tôi mong muốn là nếu tôi muốn đăng ký thì nó chỉ kiểm tra trong cái vùng này thôi, chứ không có cần thiết phải kiểm tra cái vùng ở phía trên đây, bởi vì hai cái bên vùng này không có liên quan gì đến nhau cả. Thì để làm được chuyện đó, chúng ta có thể thực hiện như sau. Tôi vào trong một cái validator và thiết lập cho nó cái thuộc tính là validation group. Thí dụ như tôi là group copy chẳng hạn. Và cái button của chúng ta nó cũng có cái thuộc tính group là copy. Như khi chạy trang web này lên, các bạn sẽ thấy là khi tôi không nhập gì hôm nay, tôi nó cũng đăng ký, thì cái lỗi bây giờ nó chỉ xuất hiện là nó chỉ báo lỗi trong cái phạm vi cái control của nó mà thôi. Thì nếu như tôi nhập ở trong cái tôi không nhập ở trên đây ha, mà tôi bấm nút, thì lúc này nó sẽ báo lỗi trong cái vùng ở phía trên này, nó không báo lỗi gì bên dưới cả. Nghĩ là làm sao thiết lập validation group để chúng ta gom nhóm lại những cái vùng thông báo lỗi, như là những cái nhóm control thuộc cùng một cùng cái form, một cùng cái chức năng liên quan tới nhau, thì nên đặt cho nó cùng một cái validation group. Thì khi đó khi thực hiện kiểm tra thì những cái nút nào, những cái control nào nằm trong cái group đó mới được kiểm tra. Phần cuối cùng chúng ta sẽ học là cái web user control. Web user control là gì? Thực chất nó là một phần của trang, nó cũng giống như cái trang ASP.NET. Tuy nhiên nó được sử dụng như là một cái server control. Một cái web user control là một cái control do người dùng tự tạo ra, và người ta có thể tự định nghĩa các thuộc tính và phương thức riêng cho cái control của mình. Cái ưu điểm của cái web user control là nó có khả năng tái sử dụng trong nhiều trang web. Và đây, cái user control đó là một control, nó không phải là một trang web, nên nó không có hoạt động độc lập được, mà nó phải được sử dụng nằm trong một cái trang web cụ thể. Thì một cái web user control thì nó có đuôi là ASCX. Đối với cái trang web thì nó có đuôi là .aspx. Còn nếu control thì là ASCX. Và muốn sử dụng nó thì chúng ta phải đăng ký.
Thì ví dụ đây, nó có một cái web user control, thì các bạn sẽ để ý là trong cái web, cái chỉ thị trang của cái user control ở đầu nó sẽ không phải là phần trăm page nữa ha, phần trăm amount page, mà nó control thì nó là phần trăm amount control. Các thuộc tính đi tiếp cũng giống giống như trong page, nó sẽ có cái code file quy định cái trang mã nguồn sẽ xử lý cho cái control đó. Nếu mà nhìn bên phía giao diện, các bạn sẽ thấy nó giống giống như một cái trang web, tuy nhiên nó chỉ là một cái phần trong trang web ha, và nó có bản, nó được thể hiện register của thuộc tính là control. Chúng ta có thể thiết lập cái thuộc tính property cho cái control của mình, tức là ở bên phía design, khi mà kéo thả control vào một trong cái trang web, các bạn sẽ thấy nó như thế này ha, và chúng ta có thể nhìn thấy được cái thuộc tính của nó ha, bằng cách sử dụng cái cú pháp là public get với set ha. Đây là cái giá trị thuộc tính. Thì thông thường cái giá trị thuộc tính ở đây thông thường nó sẽ là một cái kiểu chuỗi hay là một cái collection. Để sử dụng một cái web user control thì thao tác rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần cầm kéo thả cái control vào trong cái trang vị trí và trong cái trang web mà chúng ta muốn sử dụng. Và khi cầm kéo thả như vậy á, thì ở phía trên trang web á, đầu trang web nó sẽ bổ sung một cái chỉ thị trang, nó đăng ký cái control của chúng ta. À, đây là cái đường dẫn tới cái control của mình. Và cái control của chúng ta nó có cái cú pháp như thế này. Namespace hay là tag prefix và hai chấm cái tên, cái tag cái tên của cái control. Thì thông thường cái tag name này chúng ta sẽ đặt tên trùng với cái tên control cho chúng ta dễ quản lý. Cách một cái cách về ở phía lập trình. Thế là ở trong phút lập trình chúng ta có thể tự động tạo những cái user control và load lên bằng cách sử dụng cái placeholder và thực hiện cái viết cái đoạn mã lệnh là placeholder control, add cái control chúng ta load lên. Hay tôi sẽ demo cho các bạn coi là chúng ta sẽ tạo một cái user control như thế nào. Rồi. Để tạo một cái user control á, thì chúng ta sẽ vào trong cái project của mình, bấm phải ha và chọn add. Đây chúng ta sẽ chọn là web user control. À, bên này giả sử như chúng ta đặt cái user control của tôi là login đi chẳng hạn. Login control đi ha. À, bên phía phần design bạn thấy nó cũng giống như một cái trang web ha. Thì mai chúng ta sẽ làm cho nó một cái username, một cái text box. Cái password. Một cái text box. Và một cái button. Login chẳng hạn. Ta sẽ đặt ID cho nó. Tôi sẽ vào mã HTML sửa lại cho nó đẹp một chút xíu ha. Ta sẽ bỏ cái này xuống dòng. Ví dụ chẳng hạn ha. Ta sẽ có như thế này. À, nếu như muốn đẹp hơn mà có thể bỏ nó nằm trong một cái table. À, đây tôi làm đơn giản như thế này thôi. Chúng ta có thể xử lý sự kiện cho cái control của mình. Ở đây tôi chưa không làm xử lý gì cả, thì chúng ta biên dịch nó. Thì ở trong trang web của mình, ví dụ như trong trang default chẳng hạn, để sử dụng cái login control. À, thực hiện như sau.
vào cái login control ha, và trong cái trang default nè, và cầm kéo thả cái login control vào, bạn sẽ thấy cái login của chúng ta hiển thị ở đây. Tất cả những cái sự kiện trên đây đều có thể sử dụng được. Đây. Thì mặc định cái login control của chúng ta không có cái thuộc tính gì chúng ta tự quy định cả, thì chúng ta muốn là khi người dùng kéo vào, người dùng có thể thiết lập cái username một cái giá trị mặc định nào đó, hay chúng ta có thể vào trong cái login control ha, và thiết lập cho nó một cái thuộc tính. Này get, tôi sẽ lấy giá trị là return từ cái txt username chấm .txt và set bằng value. Chúng ta sẽ biên dịch ha. Rồi, để có thể sử dụng được nhìn thấy á, thì chúng ta nên xóa cái control này đi ha, và kéo thả lại, bạn sẽ thấy chúng ta có thêm cái thuộc tính username ở đây. Đúng nào. Rồi, một cái cách khác, chúng ta có thể add control vào trong cái control login name vào trong một cái trang web ở thời điểm thực thi. Ví dụ chúng ta vào trong cái trang ASP.NET Control đi, và trong cái vào trong đây để tạo cho nó một cái add tự động, thì đầu tiên chúng ta phải quy định cái vùng mà cái control của chúng ta sẽ được add vô. Thì các bạn sẽ sử dụng một cái control nó gọi là placeholder. Placeholder chỉ là một cái control để chứa thông tin, nó chứa những control khác thôi, hay nó không có tác dụng render trên giao diện. Thì như tôi đặt là play placeholder control chẳng hạn. Rồi, ở trong mã lệnh chúng ta sẽ trong hàm payload, tôi sẽ thiết lập là add cái control của mình vào ha, thì chúng ta sẽ lấy như sau, pha cái control của mình pay chấm load control, và chúng ta sẽ chỉ ra cái đường dẫn và cái control của chúng ta trong cái thư mục website. Thì cái control của mình là login control, nó nằm chung thư mục của cái trang default, hay ở đó chúng ta chỉ cần gõ là login control .ascx. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái placeholder control ha, chấm control và add cái control của mình vào. Giờ chúng ta sẽ chạy cái trang này lên, bạn sẽ thấy là control của chúng ta đã được load lên ở đây chưa. Đây, tóm lại, trong bài này chúng ta đã học về web control. Các bạn biết web control là những cái thành phần ở trên trang web cho phép chúng ta tương tác, hiển thị thông tin với người dùng. À, có nhiều loại web control. Thì cái loại đầu tiên có loại HTML control, thực chất nó là những cái HTML, thẻ HTML. Tuy nhiên được bổ sung thêm cái thuộc tính server, run ad bằng server để server có thể truy xuất và xử lý và gắn kết cái sự kiện lên trên nó. Cái loại kế tiếp tương đối cao cấp hơn, cung cấp nhiều chức năng hơn, tức là ASP.NET Server Control. Thì trong đây, trong bài này tôi đã giới thiệu cho các bạn một số cái standard control như là phân biệt cái label hay là literal, và sử dụng những cái loại textbox, những cái loại button hay là listbox. Trong phần kế tiếp là chúng ta đã học được là phần validation control để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu người dùng nhập vào. Mình biết cách sử dụng kiểm tra bắt buộc người dùng phải nhập vào một cái ô nào đó là sử dụng cái Require Field Validator. Nếu kiểm tra hai cái control nhập có giống nhau không,
thì chúng ta sử dụng cái control là compare validator. Có control là rank validator kiểm tra và dữ liệu nhập vào nằm trong cái khoảng nào đó. Và control regular expression để kiểm tra xem dữ liệu người dùng nhập vào thì nó có thỏa một cái công thức định dạng nào đó không, ví dụ như nhập vào địa chỉ email. Ngoài ra có một control validator cao cấp hơn là cái custom, nó cho phép chúng ta tự viết cái đoạn mã lệnh kiểm tra. Và một cái control tóm tắt hết tất cả những cái lỗi có trong trang web, đó là cái control là validation summary, là phần cuối cùng mà chúng ta đã được đã biết cách tạo một cái web user control và đăng ký sử dụng nó trong cái website của mình ở thời điểm thiết kế hay là ở cái thời điểm runtime. Đó là cái kết thúc của bài học hôm nay. Xin chào các bạn.